Trước kia mỗi chiều, cứ vào lúc chàng phạng mặt người thì chàng đi làm về. Hắn bước nghệt ngưỡng trên con đường khẳng khiu, luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều. Hai bên quay hàm bánh xe sung sung, làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhình những ý nghĩ gì vừa lý thú vừa dữ tợn. Hắn có tật vừa đi vừa nói, hắn lạc nhảm than thở những điều hắn nghĩ. Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn phập phạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra, về lấy hắn reo cười váng lên. A, anh chàng đã về chúng mày ơi, anh chàng ơi, bé em mấy, anh chàng ơi, đã uống rượu chưa, anh chàng ơi, anh chàng. Đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi. Chàng chỉ ngửa mặt lên cười hành hạch. Cái xóm ngụ cư tồi tàn ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc. Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón chàng nữa. Chúng nó ngồi ủ rũ dưới giữa gió tường, không buồn nhúc nhích. Trong bóng chiều nhá nhem, chàng đi từng bước mệt mỏi, chiếc áo nâu tàng vắt sang một bên cánh tay, cái đầu chọc nhẵn chúi về đằng trước. Hệt như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đội chiếu lũ lượt bồng bế rắt xíu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngột ngang khắp liều chật đợt, người chết như ngã xạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng keo bên đường. Không khí vật lên mùi ẩm thối của xác rưởi và mùi cây ghê của xác người. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy chàng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước, cô ả cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón sách tàn nghiêng che khuất đi nửa mặt. Ả ta có vẻ xón xén e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem, sợ chúng nó đùa như ngày trước. Chàng vội làm nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn chàng, nhìn người đàn bà đi sau. Đột nhiên có đứa gào lên, anh chàng ơi. Chàng quay đầu lại, nó lại cong cổ gào lên lần nữa, trông vợ hay. Chàng bật cười, bố xanh. Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm, à nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xưa heo hút, từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp xúc tối om, không nhà nào có ánh đèn lửa. Dưới những gốc đa cốc cạo xù xì bóng những người đói sờ sờ đi lại với những bóng ma. Tiếng quả trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng chàng và bóng người đàn bà lùi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán, tình như họ cũng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tối tăm ấy của họ. Một người thở dài, người khác khẽ thì thầm hỏi, ai thế nhỉ? Hay là người xứ quê bà cụ Tứ mới lên? Chả phải, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ, có thấy họ mạc nào lên thăm đâu. Quái nhỉ? Đi một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúc. Hay là vợ anh cu chàng? Ừ, khéo mà vợ anh cu chàng thật anh em ạ. Trông chị ta thẹn thẹn hay đáo để. Ôi chào, giờ đất này mà còn sức cách của nợ đời về, biết con nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không? Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình. Cô ả càng ngượng nghịu, chân nọ bước xíu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm. Cái mặt cứ phênh lên tự đắc với mình. Người đàn bà cầu nhau câu gì trong miệng. Hắn quay lại hỏi, gì hả? Không. Hắn cũng cầu nhau, làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết. Hắn bỗng đứng dừng lại, nhìn ngang, nhìn ngửa. Này bác chàng,
Sau một khuôn cửa tối, một cái đầu chọc thò ra, gọi sực sọc. Chàng lật đật quay lại. Về muộn mấy, hẳn vào chơi cái đã nào. Chàng đứng lại. Thoái thác. Thôi, ông để cho đến hôm khác. Cái đầu chọc nháy nháy một con mắt, hất hất về phía người đàn bà, hóm hiền. Cái nào đấy? À hà, người quen. Thôi, để hôm khác ông nhé. Hắn quay ngoắt trở ra, lật đật chạy theo người đàn bà, như người xấu hổ chạy trốn. Người đàn bà đi đến trước cái miếu cũ. Chàng gọi với. Ấy, sẽ lúc này cơ mà. Bằng này à? Ừ. Hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ. Con đường sâu thăm thẳm, luồn giữa hai bờ tre cao vút. Ở đây vắng vẻ, thoải mái. Hắn định nói với ả một vài câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào. Hắn cứ lúng túng, tay nọ xoa xoa vào vai kia, đi bên người đàn bà. Ả cũng không nói gì, hai con mắt tư lượng nhìn ra phía trước. Tiếng gió trên bờ tre rì rào và tiếng lá khô kêu xào xạo dưới bàn chân. Trong một lúc, chàng hình như quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hàng ngày, quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những tháng ngày trước mặt. Lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt chàng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Sắp đến trưa, người đàn bà chợt hỏi. Sắp. Nhà có ai không? Có mỗi mình tôi, mấy u. À, tùng tiền cười. Đó một mình lại còn mấy u. Bé lắm đấy. Hắn bật cười. À gì? Câu chuyện xem chừng đã thân thân. Hắn đi sát gần bên ả hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, chợt hắn sơ cái chai con vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe. Dầu tối thắt đây này. Sang nhỉ? Khá thôi, hai hào đấy. Đắt quá, cơ mà thôi chả cần. Hoàng nó vừa vừa chứ. Hắn chặt lưỡi. Vợ mấy vợ miết cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ. Chả nhẽ chưa tối đã xúc vào ngay. Khỉ xó. À phát đánh đét vào lưng hắn, khoặc mặt lại. Hắn thích chí, ngửa cổ cười khanh khách. Mấy con chó giật mình, chạy thọt vào trong lũy, thò móng ra sủa phán lên. Chàng nhặt một hòn gạch, vung tay ném mạnh một cái. Mẹ bố chúng mày cắn gì thế? Vẫn chưa đến à, còn chán khiếp. À cau mặt lại, sẫy lên. Hắn phì ra cười, cúi xuống, nhấc cành song sấp cổng xa, reo lên. Đấy rồi! Người đàn bà lặng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng súng gió trên mảnh vườn mọc lột nhồn những búi cỏ dại. À đảo mắt, nhìn xung quanh, cái ngực kề lép nhu hạt lên, nén một tiếng thở dài. Chàng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, sống áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn chị ả cười cười. Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Ả nhếch mép cười nhạt nhẽo, chàng vỗ vỗ xuống giường đon đả. Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường, cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Chàng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Hắn lấm lét bước vội ra sân, cắt lên. Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết? Hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ, đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Người đàn bà vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng, quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ phu phơ một bãi nước bọt, tùm tìm cười một mình, nhìn cô à ngồi ngay giữa nhà. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Già hắn đã có vợ rồi ư? À, việc xảy ra thật là hắn cũng không cờ. Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào, đâu có hai bận. Ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay, hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh. Mỗi bận, qua cửa nhà kho, lại thấy mấy chị con gái ngồi phêu ra ở đấy. Hắn đoán họ ngồi nhặt hạt rơi hạt phải, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần, hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào xúc tỉnh. Hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng, muốn ăn cơm trắng mấy giọt này, lại đây mà đẩy xe bò với anh Ni. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng đẹp cô nào, nhưng mấy cô con gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ,
Kìa, anh ấy gọi, cô muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Cô à, cổng cớn, có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Chàng ngoái cổ lại, vút mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì sao mau lên. À ta đứng vùng ngay dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Đã thật thì đẩy, sợ gì, đằng ấy nhỉ? À liếc mắt, cười tít, chàng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, chàng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng, chợt thì cô ả ở đâu sầm sầm chạy đến. Ả đứng trước mặt hắn, sưng sỉa nói, Điêu, người thế mà Điêu. Hắn sương mắt nhìn ả, không hiểu. Thật ra lúc ấy, hắn cũng chưa nhận ra cô ả là ai. Hôm nay, ả rách quá, áo quần tả tơi như tổ địa. Ả kề sọc hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy lèo lèo cái mồm, hẹn xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn tuét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Cô à vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Dích bố cu, hả? Hai con mắt chúng phấy của ả tức thì sáng lên. Ả đon đà, ăn thật nhé. Ừ, ăn thì ăn sợ gì. Thế là cô ả ngồi xà xuống ăn thật. Ả cắm đầu ăn một chập bốn bát bánh đúc liền, chẳng chuyện trò gì. Ăn xong ả cầm sọc đôi đũa quệt ngang miệng thở. Ả ngon. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười, đã làm đếch gì có vợ. Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuôn hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế chàng cũng tưởng là câu nói đùa, ai ngờ ả về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợt nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình chả biết có nuôi nổi không, lại còn đeo bong. Sau không biết nghĩ thế nào, hắn tặc lưỡi một cái, chật kệ. Hôm ấy hắn đưa người đàn bà vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra, mua cho ả cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm, đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bảo vệ. Chàng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe, ngoài đầu ngõ có tiếng người húng hắng ho. Một bà lão từ ngoài sẵn tre lọc khọc đi vào. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với từ trong nhà, U đã về đấy. Hắn lật đật chạy ra đón. Hôm nay sao U về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi, có việc gì thế vậy? Thì U cứ hắn vào trong nhà đã nào. Bà lão phấp phồng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân, bà lão đứng sững lại. Bà lão càng phấp phồng hơn. Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế nhỉ kia? Sao lại chào mình bằng U? Không phải con cái đục mà. Ai thế nhỉ? Bà lão hấp hấy cặp mắt cho đỡ nhuền. Vì tự xưng, bà lão thấy mắt mình nhuền ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà lần nữa, vẫn chưa nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Chàng tươi cười, thì yêu hắn vào ngồi lên giường lên xiếc, chỉnh chẽn cái đã nào. Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lát thì cất tiếng chào lần nữa. U đã về ạ. Ô hay, thế là thế nào gì? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Chàng nhắc mẹ, kìa, nhà tôi nói chào U. Thế mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp. Nhà tôi, nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Chúng tôi phải duyên, phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả. Bà lão cúi đầu nín lặng, bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chào ui, người ta dựng vợ gả chồng cho con cái là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Con mình thì... Trong kẽ mắt của bà rì xuống hai giọt nước mắt, biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Bà lão khẽ thở dài ngẩng lên đăm đăm như người đàn bà, thì cúi mặt xuống tay vân vê cái tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lấy con mình, mà con mình mới có được vợ. Thôi thì bổn phận bà làm mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra
mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ lặng hắn một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ, thôi thì các con đã phải xuyên phải tiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Chàng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi, hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời. Nhà ta thì nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi xa, may mà ông trời cho khá, biết thế nào hở con? Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra rồi thì còn con cái chúng mày về sau. Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa, dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi rộ đốt đống sấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào két lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dẵng của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là sâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà kẻ nhúc nhích thì vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật. Kẻ có xa, làm được xăm ba mâm thì phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo cũng chả ai người ta chấp nhận chi cái lúc này. Cốt làm sao vợ chồng chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa. Và nước mắt cứ thế chảy xuống ròng ròng. Chàng đứng ngoài thế vậy, hắn bực mình quá, hầm hầm bước vào trong nhà, đánh xiêm đốt đèn. Thế sáng, bà lão vội lau mắt, ngẩng lên. Có đèn đấy à? Ừ, thắp lên một tí cho sáng sủa. Dầu bây giờ đất cứng lên ấy mẹ ạ. Bà lão đứng dậy, uể oải sang sửa bên kia nằm. Chàng lo bầu trong miệng, chán quá, chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc. Tiếng bà cụ Tứ bên kia nói với Sang. Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nữa về ăn cái phên mà ngăn xa mẹ ạ. Vâng. Chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ, hắn toan quay lại bảo cô vợ mới của hắn cởi áo đi nằm, nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường. Tự nhiên hắn lại không dám, hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cả hai cùng sượng sùng chả biết nói gì. Ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo xà hai cái bóng trên vách. Bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người nói chuyện thầm. Giữa cái im lặng của đôi vợ chồng mới, có tiếng ai hở khóc ngoài xóm tỉ tê lọt vào lúc to lúc nhỏ. Người đàn bà bỗng thở dài, chàng quay lại khẽ hỏi. Buồn à? Không. Gớm, sao lúc nãy nói chuyện sai thế, đợi suốt cả ruột. À, lườm hắn không trả lời, hắn xích lại cười cười. Thôi khuya rồi đấy, ngủ đi. À, giơ tay cùng vào chắn hắn. Chỉ được cái thế là nhanh. Giờ hắn cười khì khì, vươn cổ thổi tắt vụt ngọn đèn. Trong đêm khuya, tiếng hở khóc tỉ tê nghe càng rõ. Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào. Chàng mới trở dậy, trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay, hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào con mắt còn cây xẻ của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ khác lạ. Nhà cửa sân vườn hôm nay đều được quét tước thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đìa vẫn vắt khơm mươi niên ở một góc nhà đã thấy hít đem ra sân không. Hai cái an nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi cũng đã kín nước đầy ăm ắt. Đống rác mùn tung bành ngang lối đi đã hót sạch. Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi rẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản bình thường, nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ hắn sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng,
Một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người. Hắn thấy hắn phải có bổn phận lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ Tứ chợt thấy con sai đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu: anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn chẳng muộn. Vâng. Người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp. Chàng nâng cô ta hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu, đúng mực, không còn vẻ gì trao chát, trọng lòn như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải mới làm sâu mà cô ấy hết tu chí làm ăn không? Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bùng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn, thu dọn, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quang quẻ, nề nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt sách có độc một lùm rau chuối thái suối và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. Chàng ạ, khi nào có tiền mua lấy đôi gà, tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này, ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy mà có nghe đàn gà cho mà xem. Chàng chỉ vâng. Chàng vâng rất ngoan ngoãn, chứ bao giờ trong nhà mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Yêu cháo lỏng bỏng, mỗi người ăn được có lưng lưng, hai bát đã hết nhẵn. Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhé, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi, khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái muôi vừa quấy quấy vừa cười. Chè đây, bà lão múc ra một bát, chè khoán đây, ngon đáo để cơ. Người con sâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn. Hai con mắt chỉ túi lại, chỉ điệp nhiên và vào miệng. Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vẫn tươi cười đon đả. Cám đấy mẹ ạ, ỉ, ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Xóm ta cuối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. Chàng cầm đôi đũa, gật một miếng bò vội vào miệng. Mặt hắn chun ngay lại, miếng cám đắng chát và nghẹn bứa trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì nữa. Họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn lên vào tâm trí mọi người. Ngoài đình rộn lên một hồi trống dồn dập vội vã. Đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành từng đám đen vần trên nền trời. Người con dâu khẽ thở dài, chỉ nói lí nhí trong miệng: trống gì đấy u nhì, trống thúc thuế đấy, đằng thì nó bắt sổng bay, đằng thì nó bắt đóng thuế, rời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con ạ. Bà lão ngoảnh vội ra ngoài, bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc. Người con dâu có vẻ lạ lắm, chị lẩm bẩm: ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à. Im lặng một lúc, chị lại tiếp: trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không chịu đóng thuế nữa đâu, người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa đấy. Chàng thần mặt ra nghĩ ngợi, cái mặt to lớn bọng lại khó đăm đăm. Miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bã ra chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật, chàng hỏi vội cho miếng ăn: Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Chàng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sộp, đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp thóc đấy. Chàng không hiểu gì, sợ quá kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác. À, ra họ đi phá kho thóc chia cho người nghèo đói. Tự dưng hắn thấy ân hận và tiếc rẻ vần vơ một cái gì khó hiểu. Ngoài đình tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới